Em về rồi. Trong bếp nè. Chà, thơm quá. Thơm phải không? À, cái gì vậy? Ừ. Em thích ăn chứ. À, sao khi không là cuốc kia chị? Có phải có gì muốn nói với em không? Nói lẹ. Nếu em muốn nghe thì xuống đi đi. Có gì nói ở đây cũng được sao? À, làm gì có lỗi. Nghiêm túc chút đi, chị là chị của em mà. Em đang rất nghiêm túc, chuẩn bị nghe chị nói. Vậy thì chị không nói. Ok ok. Em rất nghiêm túc nghe chị nói thì chị lại không chịu nói. Còn trách em nữa. Chết chị rồi, có phải làm sai chuyện gì không? Chắc chắn lần này chị sai rất trầm trọng. Mau nói đi chuyện gì. Không có xui xẻo gì vậy chứ, sai rồi là sai tiếp. Điều sai lầm nhất của chị là lấy làm người. Nè chị hai, không phải chị muốn nói cho em biết chị muốn tái giá còn lấy lại người đó chứ? Đúng hết. Nè, không hổ em là em trai của chị đó, sao em thông minh quá vậy? Nè, tuần trước chị mới gặp lại ảnh thôi mà chưa gì lại đòi đám cưới lại với ảnh. Có phải chị bị bệnh không? Em chẳng hiểu gì hết. Quả thật là em không hiểu đó. Chị trả lời em đi, tại sao năm xưa chị phải bỏ đi? Tại ông ta xấu. Vậy chị còn trở lại làm gì? Nè, xấu sao không phải là dành cho em gọi đâu. Chị còn chưa trả lời em đó. Gì chứ? Em hỏi thì chị nhất định phải trả lời em sao? Dù chị có nói sao em cũng không hiểu đâu, cho nên em không cần hỏi, chị cũng không cần trả lời. Mặc kệ, em ăn rồi đó nha. Em ăn rồi chứng tỏ em vẫn còn ủng hộ chị. Chị mà cho là ủng hộ, đây gọi là cưỡng bức. Nói gì? Ăn. Để xem, quyết định rồi nha. Nhớ đó, đã hẹn Vincent rồi. Hả? Gì? Ra biển đó, đã hẹn Vincent rồi. À, ok, được rồi. Sao đột nhiên có nhã hứng vậy? Thực ra Vincent nói ước mơ của anh bị tan rã rồi, sợ anh không có vui nên an ủi anh thôi. Tôi thấy anh muốn đi chơi hơn. Nè, đừng bao giờ nói bản thân của anh như vậy chứ, anh nghĩ cho anh lắm đó. Không phải đâu, tôi cảm thấy chuyện này có thể nhìn.
Phong là ai vậy? Em của Bảy. Con của cậu sao? Phải. Con biết đó cái chuyện gì không? Phải ha, con biết có chuyện gì hay không? Để con vào coi thử. Cũng được. Tôi đã nói rất nhiều lần, hành lý này là tôi lấy giùm người ta mà. Nhưng mà anh không thể nói ra tên người đó. Trong vali thì có gì anh cũng không nói được. Ý anh nói tôi ăn cắp hả? Anh à, tôi hy vọng là anh hợp tác chút, chúng tôi cũng làm việc thôi. Sao lâu quá vậy, không phải có chuyện gì chứ? Có xem ở trong đó chắc là không sao đâu. Tại sao ông còn chưa nói cho xem chứ? Hình như bà cũng chưa nói với thằng Phong. Trời, chết rồi tính sao đi. Lát nữa nói lại, không có vấn đề gì đâu. Sao lúc nãy ông không nói sớm? Nè. Ok ha. Nếu bà ở nước ngoài không có chuyện kiếm chuyện để làm, đâu có ra đông nổi như ngày hôm nay. Tất cả cũng tại ông thôi. Tôi tưởng bỏ đi rồi thì mọi chuyện coi như hết. Ai ngờ còn sinh thêm cho một đứa con trai nữa. Tôi là phụ nữ sống một mình ở nước ngoài, ông muốn tôi làm gì? Ok, là tôi không đúng. Đừng có giận nữa. Ok. Năn nỉ mà. Kami. Xin lỗi nha, có phải ông tên là Hình Phong không? Hình Phong gì chứ tôi không có biết gì hết á. Tôi chính là Hình Phong nè. Hi, hello. Sao nhìn anh quen quá vậy? À phải rồi, sao anh biết tên của tôi? Con là cháu của cậu. Hả?